Xin chào anh em, thưa anh em, đây là cách chống quấn rơm rác lên trên cái răng cào của máy gặt răng ma, máy gặt Kubota. Những anh em nào mà chưa có cái ốp hoặc là bị mất cái ốp thì hãy xem kỹ video này để chống cái quấn rác lên trên răng cào. Và một anh em rất là nhiệt tình với những anh em máy gặt đó là anh Tuấn Anh ở Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, dùng máy IH rất là hiệu quả, và anh ấy đã chia sẻ cho mạnh xin phép để chia sẻ lại cho tất cả anh em. Đó là dùng cái ống nước 27, đây ạ, ống nước 27 để nhét vào cái vị trí của các cái răng cào như thế này đây. Anh em thấy không ạ? Đây, nhét cái ống nước 27 này vào, bắt đầu từ cái vị trí này. Đó, nhét vào cái ống của cái răng cào này, rất là đẹp và rất là, nhìn nó rất là xịn sò, cũng như là nó rất là vừa ý bằng ống nước 27 nhé. Và thưa anh em nên mua ống nước 27 mà loại C2 như thế này, thì nó sẽ vững và nó sẽ đẹp, cũng như là màu nó được giữ được đẹp hơn và nó dày hơn. Đây, khi mà chúng ta mua ống nước C2 27 như thế này thì nó sẽ nhét vào, nó sẽ hơi chắc, nhưng không sao, chỉ cần bôi một chút dầu nhớt hoặc là nước rửa bát vào cái ống này. Đấy, bôi một ít nước rửa bát vào cái ống này và chúng ta đẩy một cái là nó vào ngay. Rồi, vô đây. Đấy, thế anh em hàm 2 mét thì chúng ta là dùng 2 mét. Nữa đi. Đây, đến đây là vừa. Thế anh em đây, đến đúng cái mép của cái vị trí bắt cái cào này. Anh em thấy không? Nhìn này, nhìn nó đẹp và nó rất là nuột. Và thưa anh em, khi mà có cái này, máy nó cũng nhìn nó cũng đẹp, nó cũng không bị, nó không bị rườm rà và chắc chắn là không hề quấn một tí nào. Bởi vì là cái lỗi của cái việc của cái dâu cào này này, bạn đang đi gần đây, đây anh em gần đây, cái lỗi của cái dâu cào này này là nó bị dắt vào cái xe này. Đây, nó dắt vào cái xe này này. Đấy, đấy, nó có hai dắt vào cái xe này. Đấy, thế nên là cái cây lúa nó dắt vào cái xe này, cái là nó quấn, nó bó lại ở đây thì rất là khó chịu. Và khi mà chúng ta nhét cái cây 27 vào đây thì nó chặt khít luôn. Chính vì thế nên là hy vọng rằng một cái video ngắn này của Mạnh và anh em kỹ thuật của Gian Ma Thanh Hóa sẽ giúp cho anh em xử lý được cái vấn đề mà nó chống quấn rác, quấn cây lúa mà không cần phải chế thắm khoan lỗ rồi lằng nhà lằng nhằng nữa. Và khi anh em nhét nó vào đây rồi ấy thì cũng không cần phải bó buộc, không cần phải làm gì, bởi vì khi mà cái ống nó khô đi ấy, là nó bó cái này này, nó bó sát vào, nó chỉ còn cách là bó sát vào thôi chứ nó không tụt ra được. Nên là chúng ta cũng không cần phải bó buộc bất cứ một cái vị trí nào, mà rất là đơn giản. Và cho anh em là nếu như mà đối với cái máy gặt Gian Ma IH850 hàm 2 mét này thì chúng ta chỉ cần cắt 2 mét là xong. Thế là chúng ta mua một ống là chúng ta làm được hai cái, và chỉ cần là 1, 2, 3, 4, 5 ống là xong, là chỉ có 2,5 cây thôi là chúng ta sẽ xử lý được cái lỗi này một cách rất là chuẩn và nhìn nó rất là đẹp. Và cho anh em, nếu như mà anh em nào quan tâm đến những cái máy IH và với cái độ sạch lúa này, rồi hộp số thì FDS chuyển động tiến lùi, rẽ hướng không tách rời, và đặc biệt là cái độ bền rất là cao, 4.000-5.000 giờ chúng ta không phải lo tháo ra để bảo dưỡng số, để kiểm tra bảo dưỡng số, mà và động cơ nó rất là khỏe và thoát tải, thì hãy đến với Gian Ma Thanh Hóa có địa chỉ là km số 8 quốc lộ 45 Đông Tiến, Đông Sơn, Thanh Hóa, hoặc gọi vào số điện thoại 0343672789 để biết được các cái mức giá cũng như là các cái ưu đãi và các cái chính sách vốn để chúng ta có thể sở hữu được những chiếc máy gặt mà sạch sẽ để cho người dân ưng ý và làm cho người dân thu nhập được tốt hơn. Chúc anh em sử dụng chiếc máy hiệu quả và làm việc thì máy khỏe, người khỏe. Cảm ơn anh em đã theo dõi và xin chào và hẹn gặp lại vào các video tiếp theo. Bye bye đi, Linh.